thường trong team ai cũng rất là mặn mà đó. Mình là giống như là đem một cái màu rất là nhạt ở trong đó rồi. Thì có một vị khách mời mình thấy là ồ, giống giống mình đó. Có nghĩa là nào giờ mình bị nhạt rồi, bây giờ vô có người nhạt giống mình, thậm chí ồ, còn muốn nhạt hơn mình nữa. Ấn tượng thì chắc là cái tập mới vừa rồi đi. Tại vì Phát nghĩ là mình là bình thường trong team ai cũng có nghĩa là rất là mặn mà rồi. Mình là giống như là đang một cái màu rất là nhạt ở trong đó rồi. Thì có một vị khách mời mình thấy là ồ, giống giống mình đó. Đó là Hiền Hồ. Bạn ấy cũng ít nói giống như Phát luôn. Đấy, thì trong tập vừa rồi mình cũng thấy rồi. Nhưng mà cũng bạn này bên ngoài cũng rất là dễ thương. Thực ra là cũng không có biết nhiều về Hiền Hồ trước đó lắm. Thì khi mà bạn tham gia game thì mới thấy là bạn này cũng giống giống mình, cái kiểu là cũng hiền hiền, cũng ít nói. Thì chỉ mới tham gia quay chung có ngày thôi thì cũng không biết như thế nào, nhưng mà thấy có vẻ là cũng có nghĩa là nào giờ mình bị nhạt rồi, bây giờ vô có người nhạt giống mình, thậm chí còn muốn nhạt hơn mình nữa. Thì thấy giống như là mình có đồng minh đó, không? Cho nên là hỏi ấn tượng thì nhớ tới bạn đấy thôi. Từ chương trình Winning Man có học hỏi được nhiều hay không? Có chứ, bất cứ một cái chương trình gì đó mình tham gia thì chắc chắn là bên cạnh cái việc đó là mình có thêm được những người bạn, những người anh, những người chị trong nghề, rồi học hỏi ha. Thì mình khi mình tiếp xúc với những người mà giỏi hơn mình, những người mà có những điểm khác mình đi, thì mình chắc chắn mình cũng sẽ học hỏi được từ họ. Ví dụ như học được từ anh Trấn Thành cái cách mà có thể luôn luôn gọi là gắn kết mọi người lại với nhau, rồi học hỏi được từ ví dụ anh Vinh đi là luôn luôn vị tha chơi không bao giờ gọi là hết sức, luôn luôn nhường em út, ví dụ như vậy. Rồi từng người có những cái thế mạnh riêng, thì có nghĩ là khi tiếp xúc với nhau thì mình sẽ học hỏi được, mình thấy được cái điểm nào mà mình tốt của người khác thì mình sẽ cố gắng mình học theo. Còn Lan Ngọc thì như thế nào? Lan Ngọc là một cô gái Phát nghĩ là rất là lăng xả, mà cái hình tượng khi mà Ngọc chơi đó, gọi là Ngọc không có, gọi là không có khe về cái hình tượng luôn. Cho nên Phát thấy là wow, cái cô gái này cũng rất là cá tính, rất là mạnh mẽ. Huy là một cái người Phát nghĩ là rất là dễ chịu. Khi mà tiếp xúc với anh Huy thì Phát cảm thấy là trong cái cảm giác đó là giống như kiểu ảnh là ai làm sao cũng được cái ảnh này. Phát rất là thích anh Huy ở cái chỗ đấy. Và trong công việc thì mình cũng biết rồi, chuyên nghiệp thì cái chuyện đó là bỏ khúc này nha, nó bị dấp rồi. Rồi tới khúc đầu thôi là xong rồi đó. Tới khúc lúc nãy thôi đó. Hết rồi ai? À thì đó là nó cái khúc ai xong rồi thôi, được rồi, nó nhiều quá chị, nó chửi. Trong Running Man thì mọi người thấy vậy thôi, chứ thực ra là 7 thành viên thì như là những người bạn, những người anh chị em đồng nghiệp với nhau, luôn chia sẻ cũng như là hỗ trợ lẫn nhau thôi. Thì coi như đối với Lan Ngọc thì cũng như đối với lại là những người khác thì Phát cũng cho tinh thần là hỗ trợ, rồi mọi người cũng hỗ trợ ngược lại cho Phát cũng như là hỗ trợ lẫn nhau. Đáng nhớ chắc có lẽ là tại vì trong mùa 1 á, thì là mới đi xa có một lần thôi, đó là đi Nha Trang. Thì trong 2 ngày đi đó thì mọi người giống như là đi du lịch với nhau vậy đó, rất là vui. Thì trong quá trình đấy thì giống như là mình không phải là mình đi ghi hình nữa, mà là giống như là ô, nguyên một đám bạn được đi xa chơi với nhau. Thì Phát nghĩ cái chuyện đó nó để lại rất là nhiều ấn tượng. Phát thì chỉ là tham gia điện ảnh thôi. Thì trong năm nay cuối tháng 8 cũng ra mắt một phim điện ảnh, và sắp tới thì cũng có 1-2 dự án điện ảnh sẽ ghi hình.